Hello, chào mừng cả nhà cùng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thanh Võ Bảy Lòng. Đầu video cũng cho mình gửi lời ha, chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xem video mình giải trí chơi vui ha, mình xin mời các bạn. Hôm nay mình trở lại với cái luồng bẫy gắn của mình ở Long An nè các bạn. Thì cái luồng bẫy này của mình là nó tới hơn 30 cái các bạn, 31 cái hay gì vậy. Thì mình đặt từ hôm đầu mùa mưa tới giờ thì nó cũng bớt chạy rồi các bạn. Hồi lúc đầu chạy dữ lắm, sau này nó bớt rồi các bạn ơi. Thì có một vài bạn là hỏi cái số điện thoại của mình ha. Thì từ đây về sau là mình sẽ để cái số điện thoại mình ở trên cái đầu cái góc ở trên cái video đó các bạn, trên cái màn hình, tên mình để trên cái góc nha, trên cái số điện thoại của mình để trên đó. Thì các bạn có thì thấy thì có muốn nói chuyện gì với mình thì điện vào số đó mình để lên trên đó ha. Với một số bạn là hỏi số điện thoại, và một vài bạn hỏi mình đó là đặt cái gắn này, cái mồi nhái nó có dính không. Thì mình thấy ở ngoài đồng con gắn nào nó cũng ăn nhái nha các bạn, cho nên thì mình bắt nhái mình đặt thử. Thì hôm nay là mình đặt nhái, là mình mua nhái chợ đó các bạn, vận chuyển đi xa quá cái nó chết nha các bạn. Chuyến này mình đặt nhái mình tự bắt rồi mình đặt cho nó mạnh các bạn, nhái nó khỏe. Rồi mình đến cái ấy đầu tiên luôn các bạn, rồi mở mình đặt cái đằng kia cái bị người ta phát hiện á. Mình dời lại đây mà sao mình thấy có cái dấu người mới bước xuống đây nữa, có phải cái dấu của mình không, dấu của người ta không biết nữa. Ở con chuột cũng còn luôn các bạn luôn, cái đầu tiên chiếc quốc mình thấy con chuột cũng chạy là nghi rồi. Đây rồi, cái đầu tiên chuột còn. Rồi, hay lắm chuột ơi, để mình coi nghiên cứu lại nha các bạn. Thấy cái dấu người ta mới bước xuống ghê quá. Rồi, xin mời các bạn đi tiếp nha. Rồi mình đi đến cái xe mình rồi các bạn. Trước giờ mình đi thăm nữa, cái mình quay cái đồ nghề cho các bạn xem cái mình đi ha. Thì cũng như mấy ngày trước các bạn, mình cũng có được mấy chục nhái nè các bạn. Nhái này mình bắt nha các bạn, cho nó mạnh các bạn ơi. Rồi đây mình có được 10 con chuột nè các bạn, với bên dưới là lúa để cho chuột ăn các bạn ơi. Rồi ở đây thì cái bao tay để mình bắt chuột các bạn, với 4 cái bẫy xiên cua. Nay mang theo khoảng 2 túi lưới nè các bạn ơi, vì gắn nó chạy yếu quá, mang túi lưới nhiều chi. Rồi bây giờ bắt đầu mình tiến hành đi thăm tiếp ha. Xin mời các bạn đi tiếp cùng mình nha. Rồi tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái bẫy này là chuyến nào cử nào mình thăm cũng có anh em đó các bạn, mà chưa có bắt được con gắn lớn ở đây. Nhì không, chưa có gắn dứt. Hôm nay làm vậy nghe em khủng khủng rồi. Đây, mình phải nhảy qua cái mương này nha các bạn. Nhảy qua chỗ này ha. Đúng rồi, đây này, chỗ này. Trời ơi, cứng này chết quớt rồi các bạn ơi. Chuột còn luôn. Đây. Ồ, hên quá, chuột còn là mừng nha các bạn. Rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cái này hôm bữa mình thăm mà có người nhìn mình nè. Người mình giữ, nhìn mình dữ lắm, nhìn mà mình cũng vẫn để nha các bạn. Bởi vì mình nghĩ người ta không lấy. Đây. Người ta lấy là lấy, còn không là không rồi các bạn ơi. Đúng rồi, không lấy. Không lấy mà sao cái bẫy mình chạy tuốt rồi kia kỳ vậy. Không lẽ con gắn nó đẩy đi. Trời trời, sao cái bẫy mình chạy vô tới tông này dữ trời. Mà chết quốc các bạn. Ôi, con chuột còn luôn. Rồi mình sẽ đổi cái bẫy mồi nhái vô đây nha các bạn. Tại ngay đây nó thấp á, nó thấp, nó gần miếng nước, mình đặt mồi nhái nó hay hơn nha các bạn. Đổi mồi nhái vô các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Nghe đây bắt được con hũ ngựa rồi, thế thôi luôn tới nay luôn các bạn. Bữa nay tôi có không? Sao mình thấy nó trong một lỗ, nó trong khọc vậy trời.
lạ vậy ta. Chắc bé lỗ này của mình nuôi vô á, mình đậy lại không kỹ rồi. Không mấy phần hướng không thấy gì hết rồi. Chuột con luôn các bạn. Rồi mình cho lúa cho chuột ăn rồi cái mình đi hâm tiếp các bạn ơi. Chuột còn mừng lắm rồi. Tiếp tục ở đây mình có con gái nữa các bạn. Hồi nãy giờ mình thăm cái địa điểm cũ không, nay nó hết chạy luôn rồi các bạn ơi. Một chút qua cái điểm mới rồi sao chứ. Ở đây là khu rồi đó. Cái bẫy này hôm nay mình ra mình rút đi luôn các bạn. Lâu dữ lắm rồi. Đi tắt nó này lấy luôn cho lẹ các bạn ơi. Nằm lên kia nước sâu quá rồi đi sợ. Trời ơi trời. Hư dữ hay gì đây. Phải không trời. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi các bạn ơi. Vô rồi vô rồi. Con này con gì đấy ta. Rồi mình tính rút cái bẫy này đi nè các bạn. Con giỡn các bạn. Ôi em đầu tiên của ngày hôm nay. Hôm nay mình tính đem cái bẫy này đi. Vô đây. Phải đem cái bẫy khác vô đặt lợi rồi các bạn ơi. Em nói một chuột con này nha. Rồi, mình tính mình bỏ cái điểm này các bạn. Giờ vô con vợn này chắc phải đặt lợi các bạn. Quá ngon rồi các bạn ơi, con đầu tiên nè. Để mình đem nó ra ngoài rồi mình nghiên cứu tìm cách đặt cái bẫy này lại các bạn. Mình đem nó ra ngoài cái vỏ rồi mình tìm cách đặt nó, đem cái bẫy khác vô đặt lại. Rồi mình đi tiếp các bạn ơi. Rồi mình đem em nó lại đây mình bắt nó ra luôn các bạn ơi. Vẫn hàng cho nó hơn các bạn ơi. Tại vì bữa nay mình quên đem cái cây rim của ông anh nó cho mình bỏ quên ở nhà rồi các bạn ơi. Cái này chiên đỡ đi. Tại nó ói em chuột ra hôi quá các bạn ơi. Mở cái tủ lưới ra luôn. Mở sẵn ra luôn cho nó lẹ các bạn. Con này chừng khoảng ký mốt gì nha các bạn. Em nè. Rắn đồng nó khò khò ghê nha các bạn. Cỡ khoảng ký mốt nha các bạn. Để mình lấy cái mình nha các bạn. Vô mình thấy tưởng đâu dữ rồi chứ. Tưởng thứ dữ rồi chứ. Hay vậy cũng không lớn ha các bạn. Trời ha. Quá đã. Nó phình ra coi bự vậy thôi nha các bạn chứ. Con này thì chừng khoảng ký rồi các bạn ơi. Ký mốt gì à. Cho vô túi lưới này đi tiếp các bạn ơi. Thì nó cắn mình đó. Nhỏ nhỏ này nó sung lắm nghe các bạn. Canh me anh chơi liền nè. Làm im im đó. Em nó hiền liền. Cái túi lại cái mình đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn. Chó đằng kia sủa rồi. Hồi nãy đằng kia có người cái mình rút ba cái đằng kia đi luôn các bạn. Mình không có quay luôn nha các bạn, mà ba cái đó nó cũng hụt luôn các bạn ơi. Ngay chỗ này mình dính con vợn cái rồi lấy cử sao nó chút quốc luôn rồi các bạn. Xe chạy tới chỗ nào rồi vượt này nè. Ở chỗ im rồi này sao kỳ vậy ta. Chết chuột không nghĩ trời. Cái bẫy mình lăn lứt luôn. Chết chuột các bạn. Chuột chết. Rồi để mình coi đổi cái bẫy khác vô rồi đi tiếp nữa các bạn. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn ơi. Cái con rắn này rắn gì mà ngộ rồi các bạn.
cái đuôi nó giống như con, như con rắn hổ vện bông đó các bạn, mà cái đầu thì đầu con rắn nước các bạn, mà nó nhỏ nha. Đấy, đó, đó. Lạ thiệt chứ, còn đó mình không biết luôn các bạn. Ở đây mình con cái nữa các bạn ơi, mà thấy người ta quần nhự tử hết trơn, không biết còn không nha các bạn. Chặt cây cối vốn từ lưa hết trơn, may mắn hơn lắm rồi còn các bạn ơi. Hình như mình thấy mất dấu rồi. Đây là còn các bạn, còn làm mấy con bự cho khỏe thôi đấy. Ở trong nóng rồi các bạn ơi, hơn chục con luôn các bạn, chục dữ thiệt chứ. Rồi coi mình sửa cái bẫy lại rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi các bạn coi mình chụp con rắn này các bạn. Đó. Lãi nha các bạn, dữ lắm các bạn ơi. Để cái máy này. Các bạn, luôn các bạn, bự các bạn, ghê ha, chơi mình nữa các bạn, mình đem cái bẫy xe cua lại đây để đặt á các bạn. Mà mình đang đứng cái mình thấy nó bò tới luôn các bạn. Rồi, để mình xử lý em nó nghe các bạn. Mình mới đi ông bạn đi xịt cá các bạn. Bẻ cái cây giùm mình ở đây, cái cầu bước qua đây người ta lấy mất tiêu rồi. Giờ đến cái bẫy tiếp theo nè. Nghe cái lùm này nè. Đi qua đây vất vả quá, làm mấy con chắc ngập rồi quá. Chưa. Làm mấy con cho nó khỏe rồi coi. Trời ơi, làm con chuột rồi. Chuột còn luôn các bạn ơi. Rồi, rút đi luôn. Tiếp tục ở đây mình có 3 cái các bạn. Còn có 6 cái nữa hết các bạn ơi. Đây 3 cái, bên kia 3 cái. Hy vọng 3 cái này thôi chứ còn 3 cái bên kia đặt mồi nhái, nhái được rồi nó xấu quá. Không hy vọng nữa các bạn. Mà cái này không biết nay nước nó ngập không, biết nữa. Chắc ngập mình. Ngập rồi dính nó chết luôn các bạn ơi. Ừ, chưa. Còn ló lên. Ôi còn hơn quá các bạn. Con chuột còn sống. Đây. Em còn sống nha các bạn. À, cái bẫy này mình rút đi luôn các bạn ơi. Hơn quá hơn. Rồi, qua cái bên kia, 2 cái bên kia có không nha các bạn. Rồi tiếp tục ngay đây mình có 1 cái nữa các bạn, mà người ta cắt cỏ chân. Cái bẫy mình đặt ở trong mí gào nha. Chắc không sao đâu. Hôm nay chết nữa rồi các bạn ơi. Dạo này đánh bẫy thất bại quá các bạn ơi, rắn hay chạy. Với mình không có đi dời đi điểm mới nha các bạn ơi, kia. Bây giờ đi điểm mới rồi còn có lý. Giờ dời đi điểm mới đụng anh em quá trời đông. Đánh nhiều người đánh quá. Ủa. Chỗ nào trời? Đây. Cho nên mình không dám dời các bạn ơi. Ủa trong lỏng nó là gì các bạn ơi, đúng rồi. Chục quốc nữa rồi. Sao nghe nặng nặng ta. Còn có con hành cho bạn. Đây, có phần nữa các bạn, phần vàng vàng nè. Đây em. Ôi em này 2,5 lần rồi các bạn. Nhỏ luôn. Cái mà có là mình rồi. Mày khổng lồ với em nhỏ xíu luôn. Đây em chim thấy phần vàng vàng này các bạn ha. Mình đem nó ra ngoài rồi mình đi hầm tiếp các bạn. Rồi tiếp tục mình đến với cái thứ ba của cái khu này á các bạn. Mà ngay đây kỳ gọi mình dính con hổ ngựa đó, mà sao mình thấy có cái dấu người ta đi vô rồi các bạn ơi.
Người ta làm cái gì, người ta đi chích điện hay làm cái gì đó các bạn. Chắc là đi chích điện mưa đó các bạn. Trời ơi, cửa này con chuột còn các bạn ơi. Đây, em nó đây. Rồi, mình đổi cái bẫy mồi nhái vô nha các bạn. Nghe này bị nước ngập rồi mình quýnh mồi quýnh nhái các bạn ơi. Rồi, mình đổi cái bẫy nhái vô rồi đi qua bên kia 23 cái nữa hết rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục mình đến ba cái bẫy sau cùng các bạn. Thì ba cái này mình đặt mồi nhái, mình nghĩ chắc nhái đợt đó nó yếu quá. Không ổn luôn nha các bạn. Mình cũng hơi quay luôn. Con rắn hồi nãy mình chưa bắt ra. Trời ơi, rồi nước ngập rồi các bạn ơi. Cái bẫy ngập rồi. Rồi. Chỗ nào quên rồi trời. Ngập rồi. Bên đây. Đúng rồi. Có chắc tiêu luôn rồi quá. Ủa. Rồi. Tiêu luôn rồi các bạn ơi. Mất luôn. Rồi hay thiệt. Mất tiêu luôn. Không phải mất các bạn ơi, mình lộn, bên đây mình đặt cái bẫy mình bên đây chứ không phải là bên đó mà nước nó ngập rồi các bạn ơi. Chết con rắn rồi nè. Cái này đặt mồi nhái nha các bạn, dính con rắn nước nè các bạn. Đen thui mình cắt luôn. Ngày mới chết hồi tối còn ăn được nha các bạn. Mưa hồi tối á còn dễ hoài dễ quặt nè ha. Để mình xử lý em nó ra rồi mình coi đặt cái bẫy này lại nha các bạn. Qua hai cái bên kia các bạn. Rồi cái bẫy này nó ngập luôn rồi các bạn ơi. Cái này tiêu nữa rồi. Trời ơi. Không biết còn luôn nha các bạn. Bẫy mình đây nè. Rồi hên quá không có dính các bạn ơi. Không có dính là mừng rồi. Và quăng cái nữa hết rồi các bạn ơi. Tiếp tục mình đến cái bẫy cuối cùng các bạn. Cái này cứ rồi mình đặt này như một mồi nhái nè. Dính một con ngắn ba cái mình đặt lại cái bẫy mồi nhái các bạn. Bị đây nước ngập quá mình lấy cái bẫy mồi nháy lên mình thế luôn các bạn ơi. Cái này nghĩ không có các bạn. Tại bữa nhái yếu quá. Đưa vô sợ chết rồi. Đúng rồi. Nhảy chết rồi các bạn ơi. Đúng ok. Rồi để mình đặt cái bẫy nháy mạnh này vô thử coi từ sau nó làm sao nha các bạn. Rồi các bạn ơi, mình thăm hết bẫy rồi. Mình lại đây mình tổng kết cái thành quả ngày hôm nay. Mình thăm bẫy gắn ở Long An cho các bạn xem cái mình về ha. Thì mình rút về thêm 6 cái nữa nè các bạn. Hồi sáng mình đem 4 cái ha. Giờ rút 6 cái là chuyến sau mình thăm cái luồng này nó còn có 25 cái rồi nha các bạn. Mấy con chuột này mình đem về mình dưỡng lại nha các bạn. Đặng ngày mai, ngày mốt mình đi thăm cái luồng bẫy ở biên giới Campuchia các bạn. Chứ để thôi không có chuột các bạn. Rồi, được con rắn dện nè các bạn. Với hồi nãy mình chụp được con lãi với con hổ hành các bạn. Thì ngày nay có 3 em à. Thì cái kênh mình, cái video có nhiêu mình đăng nhiêu nha các bạn. Thì nhờ các cả nhà và các bạn xem giải trí cho vui ha. Rồi, cái cân mình đang là không. Để mình kéo lên coi được nhiêu. Rồi, 1,5 kg. Trừ ra 95 luôn đi các bạn, còn được 1,5 kg gắn. Hôm nay là đủ tiền xăng nữa các bạn ơi. Thì, chương trình mình thăm bẫy gắn ở Long An đến đây là kết thúc. Thì cuối video cũng cho mình gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình thấy vui ha, cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ giúp cho kênh mình nó mau phát triển ha. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã đồng hành ủng hộ cho kênh Thanh Võ. Xin chào, xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.